Chào mừng các bác chị đã quay trở lại với kênh YouTube Máy Xe Minh Châu. Hôm nay Minh Châu sell cái dòng máy rửa xe Gridman để cô bác chị tham khảo và anh em ai có nhu cầu thì ủng hộ Minh Châu nhé. Dòng này mình có thể sử dụng trong gia đình mình rửa xe này, hoặc là lâu lâu anh em có thể phun thuốc sâu lặt vặt ở trong sân vườn cây ăn trái gần nhà mình, có thể để bảo vệ thực vật cũng rất là ok luôn. Rửa xe thì tuyệt vời cô bác chị ạ. Mình có thể tẩy rửa sân vườn hoặc là nhà bếp, hoặc mình cũng có thể tưới cây kiện cũng rất là ok luôn, bởi vì cái đầu phun nó được trang bị chúng ta một đầu phun linh hoạt của bán chị ạ. Có thể chỉnh tia 10 độ cho đến 45 độ, mình điều chỉnh tùy theo mức độ sử dụng của mình. Một cần nối dài súng như vậy của bán chị xịt rửa xe hoặc là tẩy rửa nhà bếp sân vườn thì cũng rất là ok luôn, không bị bay ngược bụi bẩn vào người mình nha. Nó xịt cầm súng rất là xa các bác chị, rất là sạch sẽ luôn. Bao gồm theo cho máy là một dây cấp nước vào khoảng tầm 1,5 m, có lọc rác bên dưới và một lọc rác bên trên, một đầu cấp nước vào và một bình phun bọt tuyết, một phiếu bảo hành 12 tháng để các bác chị yên tâm khi sử dụng này, có thông số ở bên trên đây để mình tham khảo luôn. Một dây nước ra 15 m các bác chị, súng dài, dây cục dài để mọi người có thể kéo khắp cả sân. Nếu sân anh em mà rồng rồng, mình có thể kéo cái dây này 15 m thoải mái mà sử dụng luôn. Khi các anh chị mua về nó ở trong một cái thùng như vậy nhá, của thương hiệu Gridman. Đây là một cái dòng mà motor từ không chổi thang cho nên là nó cực kỳ êm, chạy êm, độ bền rất là cao so với dòng chổi thang của anh chị ạ. Này, động cơ từ nguyên khối này, phần thân là bằng nhôm để tải nhiệt tốt khi các anh chị sử dụng. Ở đằng sau là có cánh quạt đầy đủ nhá. Được bảo hành 12 tháng với con máy như vậy thì không thể nào mà chê được quán chị ạ. Đó, bên trên đầu là đồng hồ để chúng ta nhìn thấy áp lực nước. Khi mà quán chị thấy súng nó bị nghẹt là áp lực nó sẽ tăng lên đúng không? Mình tháo đầu súng ra và vệ sinh đầu súng, sau đó xịt tiếp. Đây, công tắc bật tắt khi sử dụng này. Tay sắt ở bên trên được trang bị cho chúng ta một cái tay sắt nhìn rất là ok. Phần đầu của anh chị thấy phần đầu toàn bộ là bằng kim loại nha. So với những dòng khác giá mềm mềm như vậy là đầu không có kim loại nha, đầu bằng nhựa. Nhưng mà ở đây một con máy ở Minh Châu hôm nay sell cho anh chị chỉ với giá là 1.270.000 và miễn phí vận chuyển toàn quốc luôn, để các anh chị có thể sử dụng thoải mái luôn nha. Được bảo hành 12 tháng cho các anh chị yên tâm khi sử dụng luôn. Đây, máy thì có thông số ở bên trên này, hoặc ở phía bảo hành cũng có luôn. Điều sử dụng là 220V 5-60Hz, công suất là 2.200W, áp lực nước là 133 và lưu lượng nước là 8 lít trên 1 phút. Các bạn chỉ có thể thoải mái mà sử dụng luôn. Với một cái lưu lượng nước như vậy thì mình có thể xài trong gia đình mình xịt rửa xe cổ, xe hơi, xe máy là ok rồi. Một mức giá chỉ với 1.270.000 mà được miễn phí vận chuyển toàn quốc đến tầng nhà, tầng vườn cho các bạn chỉ luôn. Nha. Rồi, video hôm nay Minh Châu sell dòng này. Nếu cô bán chị ai có nhu cầu những dòng khác thì đăng ký video để những video sau mà Minh Châu sell tiếp những dòng khác thì phù hợp dòng nào thì ủng hộ Minh Châu. Video hôm nay Minh Châu xin tạm dừng ở đây. Cảm ơn cô bán chị đã quan tâm theo dõi. Chào tạm biệt cô bán chị.